Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 6 tây tháng 4 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên lúc nãy, Phong đã mượn các bản tin. Thứ nhất là việc Trung Quốc vẫn gia tăng đàn áp các tôn giáo tại Trung Quốc. Và cách đây 2 ngày thì Trung Quốc lại được đưa vào trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đặt lại Geneva. Và thứ ba là cái lá thư phản đối và khiếu nại của tất cả những tổ chức NGO, tức là những nhóm right group, là những nhóm mà tranh đấu cho quyền lợi của con người đó, đã lên tiếng và khiếu nại với lại cái tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc là không thể để cho Trung Quốc gia nhập tổ chức này. Và các lá thư đã được gửi ra lần lượt, đầu tiên hết là Human Rights Watch có trụ sở đặt tại New York, rồi kế tiếp là tới tổ chức Amnesty International, tức là tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở đặt tại Anh. Và thứ ba là RSF, tức là tổ chức bảo vệ, tổ chức ký giả không biên giới có trụ sở đặt tại Pháp. Và thứ tư là CBC, là tổ chức bảo vệ ký giả ở bảo vệ ký giả có trụ sở đặt tại New York. Và ngày hôm nay lại có thêm hai cái tổ chức mới, mà một tổ chức đặt tại Anh và một tổ chức đặt tại Hoa Kỳ, đó là tổ chức IPA, và tổ chức thứ hai là cái tổ chức có tên là tổ chức có tên là IPA, là một cái tổ chức, và CBJ, đó là hai cái tổ chức mà bảo vệ cho cái sinh mạng con người. Và tất cả những tổ chức NGO này đã lên tiếng và gây gắt lên án cái việc mà để cho Trung Quốc vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và từ cái chuyện này, tôi đã cho các bạn thấy rất nhiều những cơ quan nằm trong Liên Hiệp Quốc đã bị Trung Quốc thao túng. Và cái cơ chế này hoàn toàn bại liệt. Và đó là lý do tại sao Tổng thống Trump đã tỏ thái độ cứng rắn đối với tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Và năm 2018 thì Hoa Kỳ đã chính thức rút ra khỏi cái tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Và bây giờ thì các bạn thấy khi Hoa Kỳ rút ra rồi là Trung Quốc bắt đầu nhúng chân vào và bắt đầu thao túng cái tổ chức này trong Liên Hiệp Quốc. Và tôi nghĩ rằng trong cái năm 2020, sau khi mà bầu cử Hoa Kỳ xong, nếu Tổng thống Trump tiếp tục thắng cử thì có lẽ cái mục tiêu kế tiếp của ông sẽ là, một là cải tổ toàn bộ cái cơ chế Liên Hiệp Quốc cho nó công bằng và nó cụ thể với những cái biện pháp trừng phạt rõ ràng hơn, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đơn phương rời khỏi cơ chế Liên Hiệp Quốc. Mà nếu Hoa Kỳ rời khỏi cơ chế Liên Hiệp Quốc thì coi như là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt tất cả các vai trò của mình với Liên Hiệp Quốc, trong đó ngân sách của Liên Hiệp Quốc 22% là do Hoa Kỳ đóng góp. Đây là một trong những cái quyết định có thể ông Trump sẽ đưa ra sau khi mà ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Bởi vì ông biết được là cái cơ chế này rất bại liệt bên cạnh cái cơ chế của WTO. WTO cho tới ngày hôm nay đã coi như bị tê liệt, bởi vì phía Tổng thống Trump đã ngăn chặn cái việc bổ nhiệm thêm hai quan tòa ở trong cái cơ chế này. Mà thiếu hai quan tòa đó thì cái hồ sơ kiện tụng của WTO sẽ không giải quyết được. Và nó càng lúc nó càng chồng chất lên, cho tới khi nào cái tổ chức này phải thay đổi tất cả các cái quy tắc của họ, thì lúc đó Hoa Kỳ mới ngồi xuống nói chuyện. Và điều này cho thấy rằng là các bạn, trong thời gian sắp tới, Trung Quốc sẽ không phải dễ dàng đối phó với Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ bắt đầu gia tăng cái áp lực của mình, buộc Trung Quốc phải, Cộng sản Trung Quốc thì đúng hơn, phải tuân thủ tất cả những cái quy tắc của quốc tế và không có excuse, tức là không có nại lý do ra để mà ABCD, rồi cái cuối cùng tránh né những cái quy định của Liên Hiệp, của cộng đồng quốc tế. Đó là một trong những cái trong cái bài phân tích đầu tiên. Rồi các bạn, bước qua cái bài phân tích trong cái đề tài thứ hai ngày hôm nay, thì trên cái bản tin mới nhất là Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng cái dự trữ của họ để uy hiếp cộng đồng quốc tế. Uy hiếp là như thế nào? Các bạn còn nhớ cách đây khoảng hơn một tuần lễ thì tôi có loan cho các bạn cái tin là vào tháng Giêng, thì trước khi đại dịch bùng nổ, lúc mà âm ỉ đang còn lây lan ở Trung Quốc, thì
thì Trung Quốc thông qua một cái công ty địa sản và một thương nhân của Trung Quốc tại Úc đã tìm cách thu gom và mua tất cả những cái dụng cụ y tế, bao gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, ống trợ thở, rồi cộng thêm các cái bao tay. Những cái vật dụng cần thiết cho ngành y tế, Trung Quốc đã thu mua sạch hết qua cái công ty này. Mà không chỉ có công ty này, mà nó còn có nhiều cái công ty khác ở các quốc gia khác Trung Quốc tìm cách thu mua, ngoại trừ Đài Loan ra các bạn. Ok. Rồi bên cạnh việc thu mua này, thì các bạn, cho tới khi đại dịch chính thức bùng nổ trên toàn thế giới, thì Trung Quốc vừa là cái quốc gia sản xuất những cái thiết bị này và những cái dụng cụ y khoa này, và vừa làm cho thế giới bị thiếu hụt khi mà họ đi gom hết tất cả những cái này trên thế giới về. Tức là Trung Quốc đã có âm mưu trước khi đại dịch bùng nổ, và họ biết được rằng trước sau gì cái đại dịch này không phải chỉ có nằm ở nước Trung Quốc, mà nó sẽ lan rộng qua những nước xung quanh và có thể lan rộng ra toàn thế giới. Do đó, họ thu mua, thứ nhất là cái kho dự trữ của họ, và thứ hai, tạo tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu. Rồi họ đứng ra bắt đầu là tài trợ cho nước này, bán cho nước này, bán cho nước kia, để bắt đầu thu lợi và dùng cái việc mà thiếu hụt của nước đó để mà uy hiếp nước đó là phải làm theo ý của Trung Quốc. Đây là cái mà phía cái bản tin ngày hôm nay cho các bạn thấy. Và trong cái việc mà bán này, bán tất cả những cái dụng cụ y tế này như thế nào, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng một cái vệ tinh của họ. Cái vệ tinh này có cái tên là United Front Work Department, là cái một cái vệ tinh của Trung Quốc đặt ở hải ngoại. Và cái vệ tinh này thì bao gồm các cái hiệp hội sinh viên người Trung Quốc ở các trường đại học, các giới thương mại của Trung Quốc ở bên ngoài nước Trung Quốc, và kể cả những cái hiệp hội gọi là Hoa Kiều Trung Quốc, gọi là Chinese Association. Thì qua thông qua những cái này, họ bắt đầu đi rỉ tai các chính quyền địa phương và các chính quyền từng nước một ở các địa phương, và kể cả cấp tiểu bang lẫn cấp liên bang. Tùy theo mỗi quốc gia, họ đi rỉ tai và nói rằng Trung Quốc sẵn sàng cung cấp với giá rẻ những dụng cụ y tế này cho cái tiểu bang đó, cho cái thành phố đó, hay là cho cái quốc gia đó. Đây là cách Trung Quốc đang sử dụng. Và cái mạng lưới gọi là United Front này, nó điều khiển toàn bộ cái hệ thống của sinh viên Trung Quốc từ các trường đại học. Nó điều khiển các giới thương nhân của Trung Quốc, tức là những người có làm ăn buôn bán ở Trung Quốc. Và thứ ba là cái gọi là lực lượng Hoa Kiều của Trung Quốc. Lực lượng này là Trung Quốc xây dựng cái lực lượng này. Các bạn phân biệt cái lực lượng Hoa Kiều của trước cái thời Cộng sản khác và sau cái thời Cộng sản khác nha các bạn. Cái lực lượng Hoa Kiều ngày xưa, trước khi Cộng sản ra đời, là cái lực lượng người Hoa sống rải rác ở trên thế giới. Họ liên kết lại với nhau và để tìm cách lật đổ cái triều đại Mãn Thanh. Đó là cái lực lượng Hoa Kiều của cái thời giai đoạn trước. Rồi sau này thì họ trở thành những cái tổ chức sinh hoạt thuần túy ở trên những cái quốc gia mà họ sinh sống, để hỗ trợ và tương trợ lẫn nhau. Còn cái lực lượng Hoa Kiều mà Bắc Kinh thành lập, tức là những kẻ có thể đó là công dân Trung Quốc, có thể nó là công dân của nước sở tại, nhưng có nhiều mối làm ăn ở Trung Quốc, hay có nhiều cái liên hệ trực tiếp gia đình, thân nhân, bạn bè là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó gọi là cái lực lượng này giống như là Cộng sản gọi là lực lượng Việt Kiều yêu nước vậy đó các bạn. Thì cái lực lượng Hoa Kiều này là riêng của Trung Quốc, nó không có dính dáng gì tới những cái lực lượng Hoa Kiều mà cái tổ chức Hoa Kiều khác. Nhưng nó có cái tên chung là Chinese Association, tức là Hiệp hội Người Hoa, hay tôi gọi là lực lượng Hoa Kiều đó. Thì Trung Quốc đã thông qua cái tổ chức này điều khiển tất cả những cái mạng lưới đó và bắt đầu đi rỉ tai. Họ tới từng cái nghị viên thành phố, ồ, thành phố của anh có thiếu hụt khẩu trang không? Có cần cái gì không? Thì chúng tôi có đây. Thì chúng tôi vừa bán vừa cho. Hay là chúng tôi bán giá rẻ để cung cấp cho cái thành phố quý vị. Hay là các bạn vừa nghe cái tin mà Cuomo, Andrew Cuomo vừa nhập thêm một mớ khẩu trang hay là gì đó từ Trung Quốc. Chính là đám này. Chính là cái đám này. Nó bắt đầu đi lòn cửa sau, nó vận động. Và nhiều tiểu bang đã chống lệnh của Tổng thống Trump. Nói là chống lệnh thì không đúng. Họ nghịch lại với cái sắc lệnh của Tổng thống Trump là không nhập cảng từ Trung Quốc. Họ vẫn tiếp tục nhập cảng bởi vì cái giá nó rẻ. Cái giá nó rẻ. Mà bây giờ trên thế giới toàn bộ bị thiếu hụt. Không riêng gì Hoa Kỳ. Khẩu trang thiếu hụt. Ống trợ thở bị thiếu hụt.
bao tay bị thiếu hụt, rồi tới cái gì cái quần áo bảo hộ cũng bị thiếu hụt luôn. Do đó Trung Quốc gom một tháng trước đó mà các bạn, từ tháng Giêng mà họ đi thu gom hết rồi, cho nên tình trạng thiếu hụt là chuyện đương nhiên. Và bây giờ họ bung ngược trở lại, cộng thêm cái họ thúc đẩy cái việc sản xuất những cái dụng cụ này để họ nắm cái huyết mạch của thế giới, tức là nắm cái xương sống của thế giới trong giai đoạn đại dịch này. Đây là cái cách mà Trung Quốc đang tìm cách lợi dụng cái đại dịch này để lấy chiến lợi phẩm, có nghĩa là lợi dụng cái đại dịch này, thứ nhất là trục lợi trên cái đại dịch, thứ hai là sử dụng cái đại dịch này là một cái vũ khí để mà uy hiếp tất cả những nước bị thiếu kém và không đủ những cái trang bị này, phải thỏa hiệp với Trung Quốc. Và các bạn nhớ là ngay cả Tây Ban Nha, Ý, Cộng hòa Czech, Hà Lan, New Zealand đã lên tiếng tố cáo rất là nhiều. Ngay cả Ý nói họ không tưởng tượng được lúc mà Trung Quốc bùng nổ đại dịch hồi tháng Giêng, họ đã gửi một số dụng cụ y tế tới trợ giúp cho Trung Quốc. Rồi bây giờ tới phiên họ trở thành trung tâm đại dịch tại Âu Châu, thì Trung Quốc quay ngược lại lấy cái mớ y khoa đó bán ngược lại cho họ. Bán nha các bạn, họ phải mua chứ họ không có được cho free. Thì các bạn thấy rõ ràng Trung Quốc đang chơi một cái game là lợi dụng cái đại dịch này để mà ta gọi là chiếm vị trí lãnh đạo trên toàn cầu bằng quyền lực, chứ không phải bằng cái sự chinh phục mà đầy thuyết phục khác như Hoa Kỳ đã làm. Mà họ lợi dụng cái đại dịch này, họ uy hiếp một cách ra mặt luôn. Họ uy hiếp một cách ra mặt với tất cả mọi người luôn, chứ họ không có còn che đậy luôn các bạn. Và chính các bạn thấy có những cái thông tin nói rằng là Tập Cận Bình còn đe dọa không cho Huawei phát triển mạng lưới 5G là chúng tôi cắt luôn, chúng tôi không xuất cảng qua quý vị luôn. Những thông tin này không phải không có, vẫn có những tờ báo đăng, nhưng mà những cái thông tin này nói vẫn chưa có được verify rõ ràng, do đó tôi không có dám đưa trên bản tin của tôi. Nhưng trong cái bài bình luận của tôi thì tôi có thể đưa ra những cái này cho các bạn thấy là Tập Cận Bình đã sử dụng một cách gọi là đi một cái tôi gọi là gì các bạn, nếu mà trong cái ngôn ngữ bình thường của chúng ta đó, chúng ta gọi là cạn tàu ráo máng. Tức là Tập Cận Bình này chơi một cái dáng bài cạn tàu ráo máng với cả thế giới, tức là một là thắng, hai là thua. Một là tao chiếm vị trí lãnh đạo, còn hai thì tụi bay tẩy cha tao đi. Đây là cái dáng bài mà Tập Cận Bình đang chơi trong lúc mà 2 năm qua cái tư thế của Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ đẩy xuống gọi là thê thảm, thì Tập Cận Bình không còn cái phương thức nào để mà trở mình hết, ngoại trừ cải tổ toàn bộ cái hệ thống chính trị của họ và cái hệ thống kinh tế của họ đáp ứng đúng cái nhu cầu của cộng đồng quốc tế thì họ mới có cái cơ hội đi lên trở lại. Còn nếu như không thì coi như là Đảng Cộng sản sẽ dần dần bị suy yếu, trừ phi là họ mở một cuộc chiến, mà cuộc chiến này là một sống một còn, tức là nhất chính nhì bù để trở lại, tức là họ sử dụng cái những cái chiêu thức bừa nhất, những cái cách, cái thủ đoạn mà gọi là không ai muốn dùng hết vì nó quá vô đạo đức và nó quá bừa, không ai muốn dùng hết thì sẵn sàng nó dùng luôn để nó đánh ván bài này, lật ngược thế cờ để tạo lại cái thế của Trung Quốc. Do đó những cái tin đó mặc dù nó đã rải rác ở một số báo chí ở một số quốc gia, nhưng mà tôi vẫn chưa coi là chính thức, là vì nó cần phải verify rất là nhiều. Nhưng nó không phải là không có, có nghĩa là không có lửa làm sao có khói. Chính Tập Cận Bình đã uy hiếp một số quốc gia, để mà ngăn chặn cái việc mà gọi là ủng hộ cho Đài Loan. Ngược lại, Hoa Kỳ thấy được đây cũng là cái cơ hội ủng hộ cho Đài Loan. Do đó, Đài Loan đã nỗ lực rất là nhiều. Tại vì Đài Loan biết được cái game của Trung Quốc, lợi dụng cái chuyện này để có thể thống lãnh cả thế giới. Mà khi Trung Quốc mà chiếm vị trí này, thì coi như cái vị trí của Đài Loan sẽ bị biến mất. Do đó, Đài Loan đã nỗ lực rất nhiều. Các bạn tưởng tượng trong cái bản tin ngày hôm nay, mà Đài Loan cố gắng sản xuất tới 15 triệu cái khẩu trang để cung cấp cho thị trường thế giới, để coi như là phản ứng lại với cái việc mà Trung Quốc sử dụng cái khẩu trang, sử dụng cái máy trợ thở, sử dụng những cái này cái kia để uy hiếp. Ngược lại Hoa Kỳ cũng không có kém gì, mặc dù bị thiếu hụt rất là nhiều, nhưng mà Tổng thống Trump đã sử dụng cái đạo luật DPA, tức là đạo luật sản xuất quốc phòng mà đã được ban hành năm 1950, để mà thúc đẩy các công ty Hoa Kỳ gia tăng sản xuất ở tại Hoa Kỳ,
cung cấp cho thị trường nội địa của Hoa Kỳ trước, trước khi sản xuất ra bên ngoài. Bên cạnh đó, phải nói là cảm ơn cái cộng đồng gốc Á rất là nhiều. Họ đã đáp ứng cái lời Tổng thống Trump. Họ tự may khẩu trang để tặng cho tất cả các tiểu bang. Thì bây giờ các bạn thấy là nhiều nhà gốc Á là bắt đầu may khẩu trang để mà cung cấp miễn phí cho tất cả cái cộng đồng xung quanh mình và những tiểu bang cần thiết. Đây là cái cách mà Hoa Kỳ đang làm để có thể gọi là chống lại cái việc mà Trung Quốc đang tìm cách thao túng cái thị trường dụng cụ y khoa này. Và Hoa Kỳ sau cái cơn bừng tỉnh của đại dịch này, họ thấy được cái thâm ý của Trung Quốc, sử dụng cái quyền lực mềm của mình. Bây giờ nước Úc không có đủ khẩu trang thì làm sao? Bây giờ hỏi tới Hoa Kỳ nói, trời ơi, tôi còn không đủ cung cấp cho thị trường của tôi nữa đây nè. Làm sao bây giờ tôi có đủ, tôi đưa cho ông đây. Rồi cái tự nhiên ông Trung Quốc, ông tới, ô, tôi có một kho kìa, anh cần không, tôi gửi qua cho. Thì cuối cùng là gì các bạn? Nếu mà Úc chạy qua Trung Quốc một cái, nằm dưới quyền của Trung Quốc ngay, nằm dưới sự thao túng của Trung Quốc ngay. Ồ, tôi giao cho anh nhưng mà tôi có điều kiện. Ok, anh ủng hộ tôi làm cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hay là anh tháo gỡ bớt những cái luật mà gây khó khăn cho công dân của tôi đi. Các bạn, đó là cách Trung Quốc đã sử dụng để mà áp lực những quốc gia khác. Còn gặp, đó là gặp nước Úc là lớn đó nha các bạn. Họ nói kiểu này đó. Còn gặp những cái nước nhỏ đó là nó, ê, mày cần khẩu trang hả? Tao đưa mày mớ đó, nhưng mà mày làm ABCD này cho tao. Thì mấy nước nhỏ vừa mang nợ, vừa thiếu hụt khẩu trang, bắt buộc phải đáp ứng cái quyền lợi của Trung Quốc. Và họ cứ như vậy họ nhân ra và họ uy hiếp. Chỉ có những quốc gia nào mà cái chính phủ cầm quyền cứng rắn, sẵn sàng chặn đứng tất cả những chuyện này và sẵn sàng ngồi họp với những chính phủ khác để đưa ra cái giải pháp để đối phó thì mới thành công. Thì mới thành công. Còn nếu mà những chính phủ mà thích thỏa hiệp đó, nhất là những cái chính phủ cánh tả bây giờ đó các bạn, họ thích thỏa hiệp với lại để mà họ được việc của họ đó, tại vì họ lên chức khoảng đôi ba năm thôi. Họ không muốn trong cái nhiệm kỳ của họ, họ trở thành cái con tội nhân của thế kỷ hay gì đó. Cho nên họ sẵn sàng bắt tay thỏa hiệp với Trung Quốc để qua khỏi nhiệm kỳ của họ. Và họ trở thành anh hùng cứu đại dịch. Do đó họ sẵn sàng bắt tay thỏa hiệp với Trung Quốc. Đây là cái mà Trung Quốc đã sử dụng và đang sử dụng. Và bây giờ họ dùng cái hệ thống mạng lưới, tại vì cái hệ thống Twitter của họ đã bị chặn. Cái hệ thống tuyên truyền của họ đã bị Hoa Kỳ bịt hết rồi. Bây giờ họ chơi cái trò thứ hai là, quý vị, cái trò này là cái trò rất bựa. Nó là cái gì? Đi rỉ tai. Đi rỉ tai với tất cả các chính quyền địa phương, local, city. Đi rỉ tai quận hạt, đi rỉ tai tiểu bang, đi rỉ tai những nhân vật ở trong Quốc hội Hoa Kỳ. Để tìm cách quay trở lại và làm cái động và đưa ra những cái offer này. Để bắt đầu họ thao túng, manipulate. Là thao túng tất cả những cái nền chính trị của quốc gia đó. Và bây giờ nó đã xảy ra. Ít nhất có nhiều quốc gia đã bị chia rẽ vì cái trò này của Trung Quốc. Lúc đầu họ có một cái cứng rắn đối với Trung Quốc. Ví dụ Cộng hòa Czech. Cộng hòa Czech ngay thủ đô Praha thì họ rất là cứng rắn với Trung Quốc ngay tại thủ đô. Nhưng mà ông tổng thống của Cộng hòa Czech thì bây giờ là muốn thỏa hiệp với Trung Quốc để mà nhập cản một mớ những cái mặt hàng y khoa của Trung Quốc vào. Trong khi Praha là chặn hết. No, chúng tôi đã có của Đài Loan cung cấp rồi, chúng tôi không muốn. Thì tự nhiên nó có một cái sự đụng chạm giữa thị trưởng của thành phố Praha ở Cộng hòa Czech và ông tổng thống của Cộng hòa Czech, là nó có một cái sự chia rẽ, đấm đá nhau. Là Trung Quốc dùng cái này bắt đầu phân hóa. Ngay cả nội địa Hoa Kỳ cũng vậy. Trung Quốc bây giờ tất cả mọi người đều thấy Tổng thống Trump đã ra lệnh và đã áp dụng đạo luật DPA và ra lệnh cho Phó Tổng thống Mike Pence đứng đầu của lực lượng đặc nhiệm bằng mọi cách phải có đầy đủ tất cả những dụng cụ y tế cần thiết để cung cấp cho các tiểu bang. Và sáng ngày hôm nay Tổng thống Trump cũng đã loan báo cái thảm kịch trên 50 tiểu bang để mở con đường cho chính quyền liên bang hỗ trợ cho tất cả 50 tiểu bang. Nhưng mà tiểu bang New York vẫn xé lẻ đi với Trung Quốc. Andrew Cuomo là ông thống đốc đảng Dân Chủ vẫn xé lẻ, chúng tôi vừa có một cái chuyến hàng đáp xuống phi trường cao John F. Kennedy và được Trung Quốc tài trợ 1.000 cái ống thở. 1.000 cái ống trợ thở. Thì các bạn thấy, đó, Trung Quốc vậy, thì nó lại chọt thêm Cuomo lại lên tiếng chỉ trích. Anh là tổng thống của tôi, anh không cung cấp cho tôi, mà Trung Quốc nó cung cấp cho tôi.
Có phải là Trung Quốc đang phân hóa đất nước Hoa Kỳ giữa các tiểu bang và chính quyền liên bang không các bạn? Nhất là lợi dụng cái sự khác biệt của hai cái khuynh hướng chính trị khác nhau, cánh tả và cánh hữu, hay là dân chủ và cộng hòa, để bắt đầu chia rẽ, gây chia rẽ. Đây là cái thâm độc của Trung Quốc. Và bây giờ nhìn đây nhìn lại, chúng ta phải nhìn một cái sự thật. Cái quốc gia có khả năng sản xuất đại tràng về các cái dụng cụ y khoa bây giờ là Trung Quốc. Rồi trước đó họ đi thu gom hết tất cả nữa. Bây giờ các quốc gia bị thiếu hụt hết. Bây giờ Hoa Kỳ tương đối là ok. Tức là Tổng thống Trump đã sử dụng đạo luật DBA và ông thấy cái nào quan trọng nhất? Cái máy trợ thở. Thì cái những cái cá nhân không sản xuất được là ông thúc đẩy các công ty. Các công ty GM cho tới 3M hay là GE là sản xuất máy trợ thở. Riêng công ty 3M là sản xuất cái khẩu trang N95. Thì ông thúc đẩy tối đa. Và ông buộc là không có xuất cảng ra bên ngoài nữa. Thì các bạn thấy là ông đã đẩy hết ra rồi. Để bảo đảm cái sự an toàn về các cái dụng cụ y khoa cho Hoa Kỳ. Và ông nhận ra được bây giờ cái ngành y khoa này mấy chục năm nay nó lạm dụng cái sự tự do của đất nước Hoa Kỳ. Nó lạm dụng cái tự do thương mại. Nó lạm dụng cái giá rẻ nhân công. Nó chạy qua những nước khác nó làm, đặc biệt là nó chạy qua Trung Quốc. Nó gây tổn thương cho đất nước Hoa Kỳ khi mà đụng tới đại dịch là bị thiếu hụt tùm lum. Tại vì tất cả những cái trung tâm y khoa, tất cả những cái phòng dược và tất cả những cái bệnh viện vì ham lợi bắt đầu đi qua bên Trung Quốc để mà kiếm lời nhiều. Cái này đó, nó là một cái dây chuyền các bạn. Tại sao? Một ông bác sĩ mới ra trường, bây giờ trả lương cho ông 60.000 Mỹ Kim một năm á, ông không chịu. Tôi là bác sĩ mà có 60.000 Mỹ Kim một năm sao tôi sống? Ông đòi tới 150.000 cho cái lương mới ra trường. Ông nào mà ra trường đổ đô 3 năm 300.000. Rồi ông nào mà ra trường mà cỡ chừng 10 năm là chuyên gia là lương bạc triệu các bạn. Thì mấy cái bệnh viện, mấy cái phòng dược nó trả lương cao quá. Nó trả lương cao quá mà bây giờ cái vốn sản xuất của nó mà bây giờ như vậy chi phối làm sao nó lời được. Cho nên nó chạy qua Trung Quốc. Nó chạy qua Trung Quốc nó mở hãng để nó lấy cái lời đó rồi nó lấy cái tiền đó, nó trả cho bác sĩ. Nó trả cho y tá, nó trả cho dược sĩ. Cái này là một cái dây chuyền. Rồi cuối cùng gì các bạn? Cái người bệnh của Hoa Kỳ thì cái giá y tế càng lúc lên càng cao trên ngất trời chứ nha. Ở Mỹ là người ta sợ nhất là bệnh là tại vì cái chi phí y tế rất cao. Và bảo hiểm nó cover. Mặc dù có bảo hiểm cover, mặc dù có chính phủ cover, nhưng họ có cover hết 100% không? Không. Họ cover 80-90% thôi. Nhưng mình cũng phải trả 10%, 15%. Mà 10%, 15% đó, người nào mà vô bệnh viện nằm 2 tháng là cái như phá sản luôn. Mất đứt căn nhà luôn. Tại nằm trong bệnh viện mà 2 tháng 10% tới 15% thôi là mấy trăm ngàn đô la. Do đó ông Trump ông nhìn thấy được cái thiếu an toàn là do cái đám này nó đẩy lên. Nó đẩy giá rồi nó chạy qua, nó ham lợi, nó chạy. Bây giờ ông phải chấn chỉnh lại hết. Thì bây giờ Hoa Kỳ tương đối là trong cái giai đoạn này chống dịch, chúng ta tạm thời giải quyết được cái chuyện khó khăn trước mắt. Nhưng mà về lâu dài thì buộc các công ty phải sản xuất ngay tại nội địa. Hoa Kỳ đỡ, nhưng Úc thì sao? Canada, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, Đức, họ không có đủ cái khả năng giống như, và không có cái sự quyết liệt giống như ông Trump. Nhất là Đức đi, cỡ như bà Angela Merkel đi, bà đâu có đủ cái quyết liệt giống như ông Trump. Thì cuối cùng bà bắt tay thỏa hiệp với Trung Quốc, nhập cảng hàng từ Trung Quốc qua để khỏi nhức đầu. Để khỏi nhức đầu. Rồi cuối cùng gì, bà thỏa hiệp. Rồi Pháp cũng sẽ thỏa hiệp. Do đó các bạn, cái game này, tức là cái trận chiến này, Trung Quốc đang tìm đủ mọi cách để thống trị thế giới. Bằng cái quyền lực mềm của họ, bằng cái sự o ép của họ. Và bây giờ những quốc gia này, nếu chính quyền của họ đủ bản lãnh, đủ cứng, thì không chấp nhận Trung Quốc, sẵn sàng chịu đựng trong khoảng thời gian đầu. Để rồi mở một cái con lộ lớn ở phía sau, sau khi mà qua khỏi đại dịch. Còn những cái chính quyền mà yếu, cánh tả đó, đa phần những chính quyền yếu là những chính quyền cánh tả đó, họ sợ lắm, họ lo giải quyết cái chuyện trước mắt trước. Nhưng mà rồi sao các bạn? Cái con đường của quốc gia đó trong tương lai sẽ đi vào ngõ hẹp. Là tại vì họ dính những cái thỏa thuận với Trung Quốc do cái đám cánh tả bây giờ ký. Thì về sau này, những chính phủ sau này lên, họ sẽ bị trói tay trói chân bởi Trung Quốc. Còn những chính phủ nào ngay bây giờ có một cái lập trường dứt khoát
là chẳng thà tôi chịu đựng trong cái giai đoạn dài tháng này. Nhưng mà cái con đường sau lần sau này của đất nước tôi nó mở rộng thênh thang, tôi không có lệ thuộc anh. Do cái chính phủ của từng quốc gia thôi các bạn. Giờ phút này là cái cuộc đấu trí. Mà cái cuộc đấu trí này nó đòi hỏi cái bản lãnh của từng chính phủ quốc gia, từng quốc gia. Hoa Kỳ thì các bạn thấy cứng rắn rồi. Úc cũng đã có bắt đầu thái độ cứng rắn rồi. Boris Johnson của Anh, ông ta về nguyên tắc là một thành viên của đảng bảo thủ. Nhưng other side, ông ta là người có cảm tình với Trung Quốc. Và thân Trung Quốc. Tới bây giờ chính bản thân ông ta bây giờ đang chuẩn bị hấp, không những là bị đi liên quan tới cái con diệt siêu vi khuẩn này rồi. Và chính ông ta cũng phải bất mãn hô lên là Trung Quốc đã khai mang, Trung Quốc đã nói láo. Thì bây giờ coi vào bản lãnh của từng quốc gia thôi các bạn. Trong cái trận chiến này, Hoa Kỳ không thể một tay gom hết. Hoa Kỳ chỉ có thể lo được một phần nào cho mình và một số đồng minh. Hoa Kỳ không thể lo cho toàn bộ thế giới. Thì bây giờ phải coi vào bản lãnh của các quốc gia trên thế giới là cái bản lãnh họ đủ cứng với Trung Quốc hay không trong giai đoạn này. Hay là họ thỏa hiệp để rồi họ đưa dân tộc họ trong những năm sau đó đi vào ngõ cụt. Tùy theo mỗi quốc gia. Ok các bạn, đó là cái bài phân tích ngày hôm nay của tôi và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình tin cập nhật buổi tối lúc 6:30 giờ California, tức là 8:30 giờ Houston, Texas, có nghĩa là 1 tiếng đồng hồ nữa. Các bạn có thể đem cái đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta tiếp tục thảo luận trong chương trình tin cập nhật, hoặc là các bạn có thể dùng cái tin cập nhật mới nhất của Phong chiều ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục thảo luận. Và cảm ơn sự đóng góp và lắng nghe của các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta gặp lại thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Mến chào mọi người. Bye bye.